mình với ba mình đi đặt kiếm lương. Mình thì nào giờ thích mồi cua với mồi ốc à. Còn có người thích mồi trùng, mồi mối, mồi cá. Mình thì thích mồi cua với ốc. Mùa này mấy bạn đặt mồi kiếm lương nó chạy đó. Mùa nước nó lớn rồi các bạn, nó không rồi. Các bạn mà làm mùa nước kém á, nước ít á, lương ít đi lắm. Bữa nay thì mình chủ yếu đặt ở vườn hàng xóm, gần nhà mình cách đây khoảng 60 căn. Để sáng mai đi thăm thì mình quay cho các bạn xem. Xin chào các bạn nha. Sáng nay mình với ba mình đi thăm mấy cái chấm lương chuyện qua đặt. Ba mình ổng đi ra trước rồi. Hôm nay thức trễ, hôm thức khuya làm mấy cái bể gắn nên thức trễ. Ba mình ổng đang đi thăm ơi sao. Ủa thăm hả? Sao chưa ông thăm rồi? Còn mấy cái bên kia sao? Để sao hả? Ủa lương chà bá luôn. Cái địa phương đầu tiên nè. Trời ơi các bạn xem luôn nè. Trời ơi, bảy đủ phải đang vớt cho nó luôn. Trời ơi con luôn con nửa ký có không? Cũng hồi cân thử không. Giờ mình với ba mình tiếp tục đi lại nhà hàng xóm cái bên thăm cái lương. Đây là lộ nhà mình. Ba mình nó mới đang đi trước. Sáng chưa độ hả chú ơi? Hả? Gà. Thăm phía dưới trước hả bạn? Dưới lên cho nó khỏe. Nghinh cho nó nhẹ lắm. Sáng chim chóc kìa, chim nhìn chảo. Này này thì cái móng này nè. Ồ. Được không? Khó ngon quá. Chút quý vị. Rồi xuống đây. Ồ, bự ạ. Con này bằng kia ạ. Rất khịt khịt nè. Nặng nó rất chì xuống dưới. Nhiều ông xuống dưới ông nặng cái hai cái dưới. Hai cái nữa. Hai cái nữa chưa đặt cái này. Hả? Hôm qua rồi nhớ bốn cái. Con thăm đó đi con thăm của anh. Ba mình thăm bên đó, mình qua đây mình thăm bên đây cho nó mau. Đây mình có đặt con cá. Quá trời quá nữa. Quá ngon các bạn ơi. Ôi mít lụp luôn. Nè lú đầu ghế. Này nó hơi cái lợp này nó hơi kín kín quá các bạn, khó quay các bạn khó thấy bên trong. Để hồi về mình nổ ra cho các bạn xem nha. Cái này vô các bạn ơi. Quá đã quá đã. Ở dưới kia còn hai cái nữa. Ở dưới. Quá đã này chúng mánh rồi các bạn ơi. Ba mình nó dính cái con bển chà bá bển nè, bự không? Con một hả? Ồ, quá đã các bạn ơi, bữa nay chúng mánh. Con nào nó bự 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 không? Đặt con dưới bốn ống chạy chừng bốn ống luôn á.
này trúng mánh rồi các bạn ơi, này vô rồi, cái nào nó cũng vô vậy, con nào nó bự bự không à, này quá đã, quá đã. Nhìn qua đi lại nhìn thấy địa hình thấy quá ngon à. Các bạn đặt chấm lương á, mấy bạn nào mà kinh nghiệm nhiều không nói nha, mấy bạn nào mà dạng yêu thích mà chưa đặt á thì các bạn lựa mấy cái mương nào mà nước ra vô á, mà nước mương không cần phải nước nhiều đâu, nước vừa vừa thôi, càng cạn chút là ban đêm á nước mà nó lớn lên á là bắt đầu lươn đi ăn. Các bạn đặt mấy cái mương bài bài á, bài bài ngót là ngon. Đó là kinh nghiệm mình thôi nha, mỗi người mỗi kinh nghiệm khác nhau. Mình thì đặt chấm lương lâu rồi. Gần đây mình có đặt cái này qua ba mà nó không lấy đi đặt chỗ nào không biết. Ngay giấc chiều tối hai cha con mình chia nhau đặt. Cái này họ không nhớ không? Ông Thầm với mình bó tay. Lại thầm cái của mình. Qua mình đặt lên cái. Thôi. Hả? Hồi đi đường nước hả? Chú Liễu mà chuyện mình đi đường nước đi rồi vô. Hôm qua ông đặt đâu? Hôm qua con con cái ông không cái kia không thăm à? Không à. Thăm rồi. Vô. Cái này vô nữa các bạn ơi. Quá đã. Thấy không? Ồ, hai ba con chào bá luôn. Ồ, hai ba con các bạn ơi, chào bá. Quá đã. Hai ba con. Vô mấy hương cạn cạn vậy đó, đặt một trứng mánh liền hả? Có cái mương chỗ này, chỗ này con đặt hơi sai lầm, cái này chuyển qua tưởng nó mương ra vô, cuối cùng nước không có ra vô, cuối vô có vô không, mương cũng chắc không có được. Còn cái cho đó hồi qua đó thôi, qua đó mình nghĩ nó mưa người ra vô rồi mới đặt, mình coi kỹ lại nước không có ra vô không biết sao chúng không. Trọng chứ con một à, dở ra hết nhẹ nhẹ còn cái nữa không, cái này rồi, cái này về khu vực vườn nhà mình không phải. Về hả? Quanh bảy quay bảy nằm dưới ốc rồi. Hả? Như qua con đặt nắng cái rồi. Qua đặt cái chiều tối chỗ này nè.
chất quá. Chỗ này ít chạy, hồi xưa đặt con cái cũng chất quá. Muôn cạn cạn. Quay. Hả? Cái lẹm đâu? Mưa nhẹ này cũng vậy, con đặt mấy lần cũng chút quá. Hình như nó rồi. Đi em ơi. Đi qua luôn, đi qua luôn. Ờ, con nhớ nó không đặt cái đó. Thôi, ba mình thăm cái đó đi, làm mình là thăm cát hôm qua mình đặt đó, khó. Mình đặt đây cái này. Cái này chút thuốc các bạn. À giờ thăm hai cái đặt vườn nhà thấy chú Quốc à. Nhà ba mình cũng rảnh không bắt hai ba con cua đặt hai ba ấu vậy. Bây giờ ghi cái lường cũng hết. Không mà quá luôn hả chắc quá hả ừ dưới sữa là quá trời luôn. Cái này chín rồi đúng không ạ, cái tím tím này chín rồi nè, sữa này con bắt tư mình sát vườn của mình ừ. Đã không heo không, heo không quá đã. Bao nữa cũng thăm cái bẫy rắn. À. Chỗ này trời mưa rớt xuống là nó gắn hành nó đi à. Nó bò trên miếng hôm á, không có dựng trên cái miếng hôm trên cao á. Ngồi ra ông cầm mấy cái bẫy cái mối vô con bao lại vô. Con hộn gom lại nữa. Cái vườn này mình lâu lâu mình đặt hoài quá, không có lường hết lường. Có người lén lén dưới kia lên đặt không ơi, nghe nói vậy. Như ông đang qua ông đặt hết rồi phải không? Qua như ông đặt xong rồi phải không? Giờ tới con rồi. Đây mình có đặt cái nè. Đây nè các bạn. Đây đặt. Để mình để ra. Bá luôn các bạn ơi, quá đã, quá đã. Để thấy không, gương nhà nghính nè, bành kỳ, quá đã. Ừ. Quá đã, quá đã, quá đã, gì vậy? Gương chà bá luôn, nhà nghính. Để con nha. Rồi dịnh cốt cua lại. Ừ, chậm bá luôn. Đã gì đâu. Vô, thằng nào nó chậm bá.
đẹp đứt luôn. Dàn ngớn. Đó. Chúng mánh. Lương này giờ như tiếp à. Mấy cái lưới này dở dở ngon, dở lên cảm giác đã. Nó thụng này nó rớt luôn xuống thấy. Rồi mấy ống gì nó bít. Bắn mấy chế cũng được nha. Mình chế bao lưới. Số quá đã. Nào con rảnh con cắt mấy ống trúm con cắt khoảng 2 mét, mét nó bao lưới khoảng 2 mét. Ủa nửa mét chứ. Nửa thước mấy ống trúm này làm gọn, cầm nhẹ. Cái này giết nặng quá. Sáng thăm nước nó thấm vô trời ơi nè. Này phải đổ ốc ra ngoài, đổ cua ngoài luôn rồi, cái này đâu có chút. Cảm giác liền luôn. Một con con bự thôi không, hai con này bự quá sao không ra nổi. Ô bốn con, còn con nữa, con bự năm con trụ rồi quá đã. Hôm nay được cái giường mình hơi thất bại thôi, giường mình vô hai trúng rồi, hai con bự luôn. Chết. Có. Không có.
Chết luôn. Nhầm con nó vô ngược nó quay không được nó cũng chết nữa. Quay được, nó vô nhầm con nó vô lẽ thì sống lại không được. Nó vô cái đuôi chứ. Đầu vô đầu chứ. Không có nhầm con nó vô đuôi nó bẻ đầu lại nó thở lại được. Nó vô đầu vô. Đó, ù. Quá đã. Chết nữa hả? Con ngợp nước chết nha. Không có ngợp, ống giống trời không mà ngợp gì. Nó rất kỳ vậy. Nó quay đầu không được như sao? Nhưng khi mình đè cái này nó quá mất hay sao? Không. Ừ, cái này dài mà nhiều. Còn dài mà. Trời ơi, tao đặt đặt nó nhõng lên trời không à? Cua mày còn nhiều. Cua mày đã nhiều quá chứ không? Nó quay đâu được. Này mấy cua đó mình đặt lặn rồi, mùi nó còn ít xỉu à. Để hay gì. Con chết nữa. Đây, tăng thử là được bao nhiêu nha. Bữa nay thăm bữa nay thôi. Ồ nặng à, này vô mánh luôn. Cái này khó quá, nhiều quá. Này được nhiêu ta? Được rồi. 3 ký, gần 3 ký mốt. Chữ bao lưới luôn đi cho 100g đi, còn 3 ký. Bữa nay quá đã quá nã, bữa nay trúng mánh rồi. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha.